Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, riêng các tỉnh Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió tây trên cao. Sau đó các hệ thống trên tiếp tục suy yếu dần. Khoảng ngày chiều tối và đêm ngày 1 tháng 12, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và còn được tăng cường thêm vào chiều tối và đêm ngày 3 tháng 12 và ngày 5 tháng 12. Mưa và rét sẽ tạm thời giảm trong 2 ngày cuối tuần, rồi rét trở lại liên tục 4-5 ngày tiếp theo. Miền Trung giảm mưa dần, các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi. Sau đây mời bà con cùng theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi từ 24 đến 27 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, với độ ẩm từ 65 đến 75%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, với độ ẩm từ 60 đến 70%. Thưa quý vị cùng bà con nông dân, theo dự báo, vụ đông xuân 2012-2013, tỉnh Bình Định sẽ phải đối mặt với hạn hán. Do vậy, trên những diện tích chân ruộng 3 vụ một năm đã bắt đầu xuống giống từ ngày 25 tháng 11 trước lịch thời vụ 5 ngày, theo cách cấp nước đến đâu, làm đất gieo xạ đến đó, tránh thất thoát nước. Thế nhưng mới chớm vụ sản xuất mà tình hình thiếu nước đã diễn ra gay gắt. Điển hình như tại huyện Phù Cát sẽ là địa phương phải đối mặt với hạn hán gay gắt trong vụ đông xuân này, do tổng lượng mưa trung bình trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay chỉ bằng 56% so với lượng mưa trung bình hàng năm. Hồ chứa nước Hội Sơn là hồ lớn có nhiệm vụ tưới cho 3.200 ha lúa một vụ, thế nhưng lượng nước có trong hồ chỉ đảm bảo tưới được 1.500 ha bởi lượng nước chứa được trong hồ chỉ đạt 18,4%. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, trước khi bước vào vụ đông xuân 2012-2013, ngành chức năng đã làm việc với 11 huyện thị, thành phố trong tỉnh để rà soát những diện tích thiếu nước sản xuất. Theo đó, quyết định cắt giảm 1.500 ha diện tích sản xuất lúa, chuyển sang cây trồng ít sử dụng nước tưới. Xin chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực vùng cao Tây Nguyên. Tại đây, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, với độ ẩm từ 45 đến 55%. Tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm từ 50 đến 60%. Thưa bà con, theo đánh giá của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mùa lũ năm nay ở Nam Bộ rất nhỏ, mùa mưa sẽ kết thúc sớm vào giữa tháng 11 năm 2012, nên có khả năng đến cuối vụ sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước tưới cho lúa đông xuân nếu gieo xạ trễ, đồng thời mặn sẽ xâm nhập vào nội đồng sớm hơn. Vì vậy, ngành đã chỉ đạo các địa phương tích cực xuống giống ngay trong đợt 1, tức là từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 11, cố gắng đạt diện tích cao nhất có thể. Còn lại sẽ gieo xạ tập trung vào đợt 2 là từ 5 đến 20 tháng 12, chủ yếu là những vùng trũng thấp phải chờ nước rút mới xuống giống được. Đồng thời, giải pháp tốt nhất để ngăn chặn mặn xâm nhập sâu vào ruộng đồng là đóng cống ngăn mặn sớm, dự trữ nước ngọt trong kênh rạch để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, do khu vực thành phố Rạch Giá và huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang vẫn còn một số cống thông ra biển nên nước mặn vẫn có thể theo kênh sáng Rạch Giá - Hà Tiên xâm nhập vào, gây ảnh hưởng đến sản xuất. Vì vậy, nông dân cũng cần nạo vét kênh mương nội đồng để trữ nước tưới vào đợt cuối. Ngoài ra, thì tỉnh Cà Mau là địa phương sản xuất lúa chủ yếu lệ thuộc vào nguồn nước mưa nên nguy cơ bị hạn mặn vào cuối vụ là rất nghiêm trọng. Hơn nữa, thì đến nay toàn tỉnh mới xuống giống được hơn 25.000 trên 35.250 ha lúa đông xuân. Nguyên nhân là do một số nông dân vẫn có tâm lý chờ mưa đủ nước mới gieo xạ. Ngoài ra, những khu vực trũng thấp như là huyện Trần Văn Thời cũng không thể gieo xạ sớm được do bị ngập sâu. Do vậy, để tránh tình trạng thiếu nước tưới cục bộ vào cuối vụ, ngoài việc ngành chức năng sớm đóng cống ngăn mặn, thì ngay từ bây giờ, nông dân cũng nên chủ động dự trữ nước ngọt trong các ao hồ, sông rạch để có nước tưới vào cuối vụ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.